Sáng hôm nay chúng ta học tiếp cái bài kinh xúc chạm. Bài kinh này có một điểm độc đáo. Xin lưu ý bà con đừng đợi trời. Thông thường nói ngày nay á, thì chúng ta thấy mỗi bài kệ có người hỏi là một vị trời nào đó, rồi sau đó thưa tôi mới trả lời. Nhưng mà có những người kể chúng ta thấy rằng danh tính của hỏi, cái nhân thân của người hỏi và danh tính người hỏi thì không có được nêu rõ trong chúng ta đã đành, mà trong số giải cũng không có nêu rõ cho này. Cho nên cái quan trọng ở những bài kinh như vậy đó thì chỉ có cái nội dung kinh thôi, chỉ nội dung kinh. Thì ở đây ta thấy chúng ta giả định là có ai đó đã đọc một bài kệ trình lên Đức Phật, rồi họ nói cái gì đó, rồi Đức Phật đã y cứu vào cái phát biểu của cái người kia, thì Đức Phật mới có một cái câu trả lời. Trong phẩm này thì mình phải hiểu như vậy, trong phẩm này được có ai đó họ có nói cái gì đó, họ có hỏi Đức Phật cái gì đó, nhưng mà cái phần đó thì không có được ghi lại, và nhân thân danh tánh người đó cũng không được ghi rõ, mà chỉ ghi lại cái câu nói Đức Phật thôi. Thì ở đây cái câu kể này là trường hợp như vậy. Thì không xúc không có chạm, có xúc thời có chạm, nên hại người không hại, tức có xúc có chạm. Ai hại người không hại, người tịnh không ưu nhiễm, kẻ ngu hái quả như vượt gió tung bụi. Ở đây chúng ta có hai cái vấn đề phải nói rõ ở đây. Thứ nhất là mình thấy ở trong cái bài cái chấm, trong cái nguyên văn của chấm kinh thì rất là cô động, rất là hàm xúc xúc tích, và xúc tích đến cái mức mà gần như là tối nghĩa luôn nha. Thì chỗ này đó là mình đọc trong chú giải đó, thì mình sẽ thấy rằng là Đức Phật nói đến cái gì, không xúc không có chạm, có xúc thì có chạm, là sao? Có nghĩa rằng là dù muốn dù không, dù muốn dù không, cái trái banh đó mà nó va vào ở trong một cái vật cứng, vật cứng ở đây có thể là một cái mặt phẳng hay là một cái gốc cây gốc cột nào đó, miễn là nó là một cái vật cứng thì tự động nó sẽ dậu trở lại. Ở đây tôi hiểu như vậy đó, ở đây tôi hiểu như vậy, tức là dù muốn dù không, hễ hội đủ, miễn là hội đủ cái điều kiện, hội đủ cái yếu tố, thì tự khắc cái trái banh đó nó sẽ bị dầu trở lại. Các vị thấy ví dụ như là cái trái banh nó sinh bóng mà nó bị đá tung vào ở trong cái lưới đó, thì nó sẽ dừng lại, em đó nó không có đi tới hết. Nhưng mà trong cái từ bóng đá Việt Nam nó có cái chữ người ta gọi là trơ cục dọc. Trơ cục dọc có nghĩa là nó chạm vào cái khung thành ấy, thì lập tức nó cũng dằn ra, nó dội trở lại. Ở đây cũng vậy. Cái xúc chạm ở đây không xúc thì không có chạm, nghĩa là miễn là không có cái tâm sở tư. Đấy, miễn là không có cái tâm sở tư. Cái tâm sở tư ta ly kia là cái chi hè. Cái là cái tâm sở tư. Cái từ mà trước đây á, cái từ mà trước đây á, mình tưởng tư, nhưng mà tôi bây giờ thì tôi không có không thích dùng cái chữ sở hữu nữa, bởi vì cái chữ sở hữu mà trong tiếng Việt mình thì nó, cái nghĩa nó kỳ lắm, cái nghĩa nó không mắc mới gì cái chữ chia tách hết. Đây tôi sẵn mượn cớ để nói chuyện là chuyện kia là vậy đó. Vì trong cái chữ sở hữu đó, chữ Việt Nam mình á, mình hiểu sở hữu đó là một cái gì đó mà nó thuộc về cái quyền, cái quyền làm chủ của ai đó, thí dụ như vậy, chỉ sở hữu. Còn nếu mà nó cho đủ là sở hữu tâm, mà nếu mình kêu là sở hữu tâm tư thì nó dài quá, thì ta phải nói rõ thành sở hữu tư, mình nghe nó kỳ lắm, cái tiếng Việt mà kêu nghĩa nó kỳ lắm. Thì tôi thấy cái chữ tâm sở đó thì nó vừa, cái thật ra đó thì tôi đã có trình bày trong cái quyển sách tôi mới vừa in đó. Thì có rất là nhiều vị tông túc đã đề nghị cái chữ chích tá đó
dịch là tâm. Nhưng mà cái chữ chê tasika thì nên dịch đó là tấm. Nên dịch là tấm ha, là tôi thấy cái đó cũng hay. Bởi vì tấm ở đây là cái gì, nó là cái thuộc tính, nó là distribution, nó là thuộc tính. Thuộc tính của tâm, nó là cái thuộc tính của tâm thì gọi là tấm, thế cũng hay. Nhưng mà dĩ nhiên nó cũng, mình cũng phải vấp, cũng phải gặp một cái vấn đề, đó là cái chữ tấm ở trong tiếng Việt Nam mình á, thì cái nghĩa của nó nó không giống như chữ chia ta sẽ cắt, mà ít ra thì nó cũng gần hơn là cái chữ sở hữu tâm, gọi là tâm xã. Thì bây giờ đó là tôi mượn cái dịp để tôi nói luôn, cho nên tôi thấy cái chữ chia ta sẽ cắt gì là tấm là rất là hay. Chết tá là tâm, mà chia ta sẽ cắt là tấm, tức là cái thuộc tính của tâm. Đấy. Thì trong một cái tâm như vậy nó giống như một cái ly nước lạnh này đó. Tâm là chỉ là biết thôi, chứ không có cái tốt xấu, cái thiện ác, thầm thấm gì hết. Nhưng mà cái quyết định cái tâm đó là tâm gì đó thì nó là tâm xã. Ví dụ như tâm ở trong Atidam nguyên thủy hay là Atidam của phái, đôi lúc người ta chỉ kể có một thôi thưa quý vị, và chỉ kể có một thôi, đó là biết sự biết cảnh. Vậy là cái biết của mắt hay là cái biết của ý thức thì cũng đều là biết. Rồi cái trong cái ý thức đó, cái tâm nó được gọi là cái tâm thánh đạo, tâm sơ đạo, hay là cái tâm sơ thiền, hay là tâm đại thiện, hay là tâm tiếp thu quan sát bóng định gì đó, thì tùy thuộc vào cái tâm sở chung. Thì một là tùy thuộc vào tâm sở, thứ hai là cái công việc, cái tâm đó nó làm cái việc gì. Thì người ta nó dựa vào cái công việc của nó, rồi cái tâm sở là đi chung với nó, rồi cái nhiệm vụ của cái tâm đó là làm cái gì, nhiệm vụ nó là cái gì, rồi cái tâm là đi chung với nó. Nó biết cái cảnh gì, biết cảnh gì, làm việc gì, và tâm sở nào đi chung với nó, thì tôi dựa vào đó mà tôi mới kêu đó. Kêu đó là cái tâm gì, làm việc gì, rồi cái tâm sở đi chung đó. Thì người ta mới căn cứ vào trong đó, căn cứ vào hai cái điều kiện này nè, rồi ba điều kiện nữa là cái biết cảnh gì, biết cảnh gì mà làm việc gì đó, biết cảnh gì làm việc gì và tâm sở là đi chung, thì nó dựa vào trong những cái yếu tố này nên người ta mới là nói nó là cái tâm gì. Cho nên là đây cũng phải nói luôn là tâm sở tư có nghĩa là nó là một cái thành tố trong cái tâm lý của chúng sinh. Ở đây nó hơi khó, hơi tối nghĩa nha, nhưng mà tôi phải mượn cái chỗ này để bảo mật tôi đến tôi nói riêng về cái chữ tâm sở là cái gì, và tâm là cái gì, xong rồi tôi mới đi tiếp. Ở trong đêm này có rất là nhiều người rất là cần đến cái chuyện đó, không muốn biết tâm là gì, tâm sở là gì theo một cách mới. Rồi thì là ở đây nói rằng là một cái người mà hễ mà có một cái tâm sở tư, mà tâm sở tư ở đây đó, biết bà con còn nhớ không, do bốn vô minh, tức vô minh trong bốn đế, biết còn nhớ không? Do có bốn vô minh, tức là vô minh trong bốn đế, nên mới có ba hành. Đấy, tức là do có vô minh mới có ba hành. Và ba hành ở đây là cái gì? Ba hành ở đây tức là tâm sở tư, chia tâm này trong lúc ta làm việc thiện hay ác, nói chung. Đấy, cái tâm sở tư nó quan trọng như vậy đó, tức là do chính vì vô minh á, nó mới dẫn đến mình hành động này hành động kia. Nhưng mà mình nói theo cái kiểu mà na nói kiểu mà thiếu chuyên môn, thiếu chuyên nghiệp, thì mình gọi là hành động này hành động kia. Nhưng mà nếu nó rốt ráo thì do chính vô minh, cho nên nó có cái tâm sở, cái tâm sở tư trong cái việc thiện hay việc ác. Tâm sở tư ở đây có nghĩa là mình hiểu về cái ngôn ngữ của mình bây giờ, đó là cái sự đầu tư của ý thức, sự đầu tư của ý thức, sự cố ý của ý thức, cái lý tưởng hay là cái tinh thần hay là cái ý nghĩa của một cái hành động, dù thuộc về thân khẩu hay là ý. Tư đây có nghĩa là gì? Là cái lý tưởng hay là cái ý nghĩa hay là cái mục đích hay là cái sự nhắm tới, sự đầu tư ý thức trong một việc làm, trong một câu nói, trong một suy nghĩ, thì cái đó được gọi là tư. Đấy. Thì không xúc không có chạm, có xúc thì có chạm là vậy đó. Có nghĩa là miễn là mình có một cái sự tác ý, đó là lập tức có nghiệp. Miễn
sự cố ý thì có nghiệp, mà có nghiệp thì có quả. Cái câu đó tôi không xúc không có chạm, mà có xúc thôi có chạm là như vậy đó. Miễn là có cái sự cố ý gây nghiệp thì lập tức nó có quả, lập tức nó có quả, chỉ nó bắt buộc thôi, không thể tránh được, lập tức nó có quả. Cho nên cái đối tượng của mình tạo nghiệp nó có nhiều lắm nha, cá nhân rồi tập thể rồi sao nữa, mức độ hay không mức độ. Đấy, nó có vụ này về phía mình thì mình có cái sự cố ý hay không, sự cố ý ở mức nào. Về phía mình có sự cố ý hay không, có sự cố ý hay không, có ở mức nào, rồi kiểu nào. Ở về phía mình có sự cố ý hay không. Còn về phía cái đối tượng mà mình ra tay đó, thì đó là cái đối tượng cá nhân hay là tập thể. Và cái cá nhân đó, cái tập thể đó, là cái cá nhân có đức độ hay là cá nhân không đức độ. Cái tập thể đó là cái tập thể có đức độ hay không có đức độ. Thí dụ như người như nói cho trong kinh ấy, thì mình tấn công vào cái tập thể, chẳng hạn như mình ăn cắp cái của công. Đấy, thì trước mắt ăn cắp cái của công, cái tội nó nặng hơn là ăn cắp của cá nhân. Đấy, tại vì của công nó thuộc về gọi là đại chúng, nó thuộc về vô số người. Ví dụ như trong thiên hạ đó, mình ra cái công viên để công viên được người ta, cho vô số người thiên hạ lưu tới sử dụng, thì trong đó có người đức độ, người không có đức độ, có những cá nhân, có những đoàn thể, có những tổ chức, hay là có những người gọi là vô danh, không vô danh, những người có tu hành hoặc không có tu hành, có đức độ hay không có đức độ. Nói chung là một cái công trình mang tính phục vụ cho đại chúng, thì sở dĩ mình trộm cắp, mình cạy gỡ tháo phá rồi đó, thì cái tội nó nặng là bởi vì cái đó thuộc về đám đông, mà đã đám đông thì nó đủ thành phần trong đó hết. Này, còn người cá nhân thì cũng vậy, cũng vậy, mà hiểu cái người cá nhân nó có đức độ hay không có đức độ nha. Thì ở đây nếu mà mình tấn công một cái cá nhân như vậy, mình có thể hành hung bạo hành, hay là mình trộm cắp, mình làm một cái gì đó mà nó xâm hại đến cái quyền lợi, cái lợi ích của một cá nhân có đức độ, thì cái hành động đó nó sẽ cho cái quả báo nặng hơn là một cái đối với một cá nhân mà thiếu đức độ, thiếu cái đạo đức, thiếu cái đức hạnh nha. Cho nên hễ mình có cái lòng, trước hết là hễ có một cái lòng tạo nghiệp thì sao, thì lập tức nó sẽ cho quả. Còn cái quả đó nó nặng hay nhẹ, trong kinh Phật nói biết không ai biết lại dùng cái lời giải của tôi. Thứ nhất là miễn là có cái lòng tạo nghiệp thì lập tức nó sẽ nhanh dễ dẫn đến quả, đó là điều thứ nhất mình phải nhớ. Điều thứ hai, cái quả đó là nặng hay nhẹ là tùy thuộc vào cái đối tượng mà mình gây nghiệp, đối tượng nó là cá nhân hay tập thể, đức độ nhiều hay không có đức độ. Thì đó là cái chuyện thứ hai. Cái chuyện thứ ba nữa đó, đối với cái bậc thánh nhân á, mà mình tạo, mình gây cái nghiệp đối với các ngài đó, nó quả nó nhiều hơn, là bởi vì cái ở trên đời này nó có hai cái cách hưởng nghiệp, có hai cách hưởng nghiệp, hưởng nhân hướng, có hai cách hưởng nghiệp. Cách một á, chỉ hiệu quả. Cách một là chịu quả và tạo nghiệp mới. Thiện hoặc ác. Cách hai đó, chỉ chịu quả mà không gây nghiệp mới. Các vị còn nghe rõ không? Alo, các vị còn nghe rõ không? Dạ rồi, cảm ơn. Tôi nhắc lại cái nội dung về kinh này. Thứ nhất là miễn gọi là có xuất thì có giảm, miễn là có cái tâm, có cái sự cố ý, có cái chitana đó, thì lập tức nó sẽ cho quả.
Kinh Vô Tất Na này có nói rõ là trên Tất Na ở trong ba hành đó nha. Đầu buổi giảng tôi đã nhắc đến ba hành rồi, nên làm ơn nhớ gì. Chứ bậc thánh cũng có trên Tất Na, nhưng cái trên Tất Na của các ngài nó là không giống bậc thánh A-la-hán. Cái trên Tất Na của các ngài không giống như trên Tất Na của bậc thánh hữu học. Là sao? Là cái trên Tất Na của bậc thánh hữu học là chỉ có bậc thánh, xin lỗi, cái trên Tất Na của vị thánh A-la-hán là chỉ là chuyên tâm cái tâm sở tư hay cái chia tâm na trong tâm di tác thôi. Còn riêng về cái chia tâm na mà trong cái tâm sở tư đó, mà trong tâm của vị thánh hữu học thì không có bất thiện như là phạm tu, mà nếu có thì có rất là yếu. Bởi vì là cái ví dụ như cái tâm sân đi, cái tâm sân ví dụ như tâm sân trong sân của vị hữu học chỉ là na sân của vị hữu học đó chỉ là amma ba với cái mami giá, tức là cái sân của vị này đó là cái sân bất xứng đoạn, có nghĩa là cái sân này nó không có đủ dẫn xa đoạn, cái sân này không đủ để mà bảo hành chúng sanh khác, cái sân này tâm sân của vị đó là cái sự nóng mà nãy của vị đó nó không có đủ để mà phạm ngũ giới, thì nói gì được cái tùy theo giới xuất gia giới nha, cái tâm sân của nó không có đủ để phạm giới, không có đủ để phạm ngũ giới. Đấy, tâm sân của vị thánh hữu học như là sơ quả và nhị quả. Sơ quả nhị quả thì tâm sân của vị này đó thì được gọi là tâm sân anatta với cái mani á. Còn cái tâm sân của phàm phu thì có hai loại, tức là cái loại thứ nhất đó là giống như vậy nè, tức là anatta với cái mani á, cái sân mà sơ sơ bực mình bất mãn khó chịu nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà nó đối với phàm phu mình đó, nó có một loại nữa gọi là atta giác gamma mi á, cái sân của mình nó có cái loại đó và cái gamma mi á là cái sân mà có thể dẫn tới cái sự sa đọa, cái sân mà có thể giết người, có thể bạo hành, thì cái sân đó, đó thì mà phàm phu mình mới có, cái thánh nhân không có. À, mà phàm phu có hai loại, có loại nặng và loại nhẹ, còn có thánh nhân hữu học nó chỉ có một loại thôi. Ví dụ như vậy, rồi tâm tham của y chang như vậy, cái tâm tham của phàm phu á, phàm phu á gì có ly tà hoặc là hợp tà, tức là có tà kiến đi chung mà không có tà kiến đi chung, nhưng mà riêng cái tham của thánh hữu học đó thì chỉ có ly tà thôi. Rồi si cũng vậy, si của phàm phu thì có thể có hoài nghi rồi phóng dật, riêng hữu học đó thì chỉ có phóng dật thôi. Ví dụ như vậy, chính vì cái tâm nó chênh lệch như vậy đó, nó khác nhau như vậy đó, cho nên cái chia tâm na là cái sự cố ý đầu tư ở trong tâm của vị la hán khác vị hữu học. Vị la hán làm để làm vậy thôi, tức là đương nhiên các ngài không làm chuyện quấy đâu, chỉ làm toàn cái chuyện thiện thôi, nhưng mà trong cái chuyện thiện đó là không có sự đầu tư như là một cách làm công đức kiểu của vị hữu học hay là của người phàm phu. Còn trong cái trường hợp mà tâm bất thiện thì của thánh hữu học đó, so với phàm phu nó cũng có điểm khác. Cái nãy giờ tôi đã ghi rồi, tức là chỉ có cái tâm xứng đoạ chứ không có tâm, chỉ có tâm bất xứng đoạ chứ không có tâm xứng đoạ, tức là chỉ có thể vậy, khó chịu, bất bể nhẹ nhẹ chứ không có đủ để làm một cái chuyện gì mà gây hại cho chúng sinh khác. Còn phàm phu mình có cả hai, nặng là nhẹ. Rồi cái tâm sân cũng bên tâm đó, mà tâm sân là cái tâm tham của vị thánh hữu học đó, thì chỉ có ly tà chứ không có cái hợp tà. Và rồi trong cái tâm si của các ngài đó thì cũng chỉ có phóng dật chứ không có hoài nghi. Còn cái si của phật, cái sanh của phàm phu mình á thì có cả hai loại nặng nhẹ, cái tham thì có cả hai, ly tà hợp tà, và si mình có cả hai,
là phụ hoàng nghi chấp nhận nghe. Cho nên cái điều quan trọng nhất của bài học này là một đó là miễn có cái chetana đầu tư nghiệp thì lập tức sẽ có quả, đó điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái quả nó nặng hơn nhẹ đó là nó tùy thuộc vào cái đối tượng, nó tùy thuộc vào cái đối tượng mà mình gây nghiệp, đối tượng nó là cá nhân hay tập thể, đức độ hay là không có đức độ, đấy. Phàm mới là thấp. Chuẩn chỉ thứ ba là có hai cách chịu nghiệp, hai cách chịu nghiệp. Cách thứ nhất là chịu nghiệp mà chịu nghiệp cũ, chỉ có quả cũ là chịu cái quả cũ và nguyên cái quả mới là sao? Là ngày xưa đó tôi có tu hành, tôi có làm phước, tôi có bố thí, tôi có giữ giới, cho nên tôi bây giờ tôi sanh ra đó, tôi được tùm lum hết á, tôi được cái này được cái kia. Và khi mà tôi hưởng được những cái được đó đó, khi tôi vừa hưởng những cái được đó, tôi đẹp trai, con nhà giàu học giỏi, rồi tôi có danh tiếng, rồi tôi có được cái này cái kia đủ thứ hết, hào hoa phong nhã, được về tình cảm tiền bạc danh phù vọng, cái gì cũng ngon lành hết, và tôi enjoy toàn bộ bằng toàn bộ cái tâm tư của tôi hưởng thụ. Như vậy thì rõ ràng lúc tôi đang hưởng cái quả cũ của nghiệp xưa, nhưng mà đồng thời tôi đang nghe cái nghiệp bất thiện mới, nghe là tâm tham thôi. Đại có nghĩa là tôi hưởng cái quả cũ và tôi gây cái nhân mới là vậy đó, hoặc là do cái quả cũ tôi chửi bới, tôi hành hạ người khác, cho nên bây giờ tôi sanh ra nó là tự nhiên tôi bị những cái chuyện đó, tôi bị người ta đánh đập đâm chém rồi chửi bới nói xấu vu oan tùm lum hết. Và ngay khi mà bị cái đó thì tôi cũng cũng đổ lại lên, tôi cũng có những phản ứng rất là bất thiện, rất là sân si, nghe kịp không? Tôi nói có bị nghe kịp không? Tức là tôi nhận lỗi cũ và tôi lại tạo ra cái nghiệp mới đấy, đó là mà cái nghiệp 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 cũ là nghiệp tốt đó. Thì bây giờ tôi hưởng cái quả tốt đó, tôi hưởng bằng tâm tham. Còn nếu mà cái quả cũ mà là quả xấu đó, thì tôi hưởng nó bằng tâm sân. Như vậy trong cả hai trường hợp tôi đều gây nghiệp mới bất thiện hết đấy. Còn đối với cái vị thánh ấy, hoặc là phàm phu mà có tu hành ấy, thì cái gì mà nó hơi khác một chút. Có nghĩa là khi mình hưởng được cái quả cũ, mình không cũng tha thiết trong cái chuyện mà tạo ra cái nhân mới. Thí dụ tôi đã nói rồi, có nghĩa là mình hưởng được một cái quả lành nào đó, bây giờ mình được giàu có, được sung sướng, được khỏe mạnh, được đẹp đẽ, thì mình chỉ có tiếp tục tu hành thôi, sống an trú chánh niệm, tiếp tục bố thí trì giới, sống bằng tâm lành, không có để cho những cái quả lành nào đó nó làm cho mình trở thành người xấu nha. Còn trong khi cái người không có tu tập, hoặc là cái người phàm phu mà không biết chánh pháp, thì khi mà họ hưởng cái quả tốt thì họ sẽ gieo cái nhân tham, nhân cái nhân sinh tử liên hệ tham. Rồi khi họ hưởng cái quả xấu thì họ bị chửi bới đánh đập thì họ lại gieo một cái nhân mới mà liên hệ tới sân nha. Đấy mà mình thấy mình phải sanh luân hồi là bởi vì mình luôn luôn là thừa kế vô số cái quả xấu và tốt trong quá khứ, và cứ mỗi lần mà mình hưởng cái quả cũ, quả tốt, quả cũ dù tốt hay xấu, thì cứ mỗi lần đó mình lại tạo cái nghiệp mới. Đấy. Cho nên ý, lý do tại sao mà mình tấn công một cái vị thánh mình bị cái quả nặng, hoặc khi mình cúng dường như các ngài mình làm tốt thì các ngài cái quả nó tốt nó nặng nó nhiều hơn, lý do là bởi vì các ngài là những người chỉ có nhận quả, chứ không có tha thiết tạo cái nhân mới nha. Cái đó nó khác nha. Luân hồi là sao? Luân hồi có nghĩa là hưởng quả cũ tạo nhân mới, không có tha thiết cái nữa, các ngài chỉ có tạo hưởng cái nhân, chịu cái quả cũ chứ không có tạo được nhân mới. Cho nên xúc phạm một con người như vậy thì cái tội nó nặng rất là lần là nhiều, mà tiểu hiện tự nhiên thôi, nó tự nhiên và nó rất là khoa học, và nó mang tính technique thuần túy chứ khả năng không có cái gì. Tức là cái phần cái vật cản mà nó càng cứng chừng nào đó thì cái sức dội của cái quả bóng nó càng mạnh chừng đó, chỉ kiểu tự nhiên thôi. Để có xúc được cái chạm mình như vậy thì nó rất là tự nhiên nha. Thì tôi không rõ là bà con bữa nay những gì tôi nói bà con nghe rõ nghe đủ hay không. Cái bài giảng sáng nay tôi cho là rất là quan trọng, quan trọng không phải là vì tôi giảng mà quan trọng vì đó là những vấn đề giáo lý bà con phải biết nha, phải biết. Tôi nhắc lại nội dung, quý vị nói tôi nói lâu nói dài tôi cũng chịu, bắt buộc phải nhớ. Thứ nhất, đạo kinh này nói rằng hễ có sự cố ý, sự có sự đầu tư của ý thức đấy, thì lập tức có quả thiện hoặc ác.
Đó là cái thứ nhất bắt buộc. Nên là về phía người tạo nghiệp, hễ có sự đầu tư ý thức, hễ sự có sự cố ý, có sự toan tính, có sự cân nhắc, có sự sắp xếp này, thì tự gọi là lập tức nó sẽ cho quả. Còn cái quả mà nặng hơn nhẹ là tùy thuộc vào cái đối tượng này, cái đối tượng đó này, là cá nhân hay tập thể, có đức độ hay không có đức độ, phàm phu hay là hiền thánh. Đấy, đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là bà con phải nhớ gặp đại dụng thứ ba, cái cô em bà trong trong rung như thế này của cái có không, cái cô nó cũng là cạo là rất là tốt, mẹ cũng làm cái đề cương là mỗi bài học rất là thông minh. Nhưng mà cái người như vậy đó thì một là nó chết sớm, hai nữa là nó bận rộn nó vô không được đâu, rất là tiếc. Thì cái thứ ba đó là có hai cái cách hưởng quả. Một là hưởng quả cũ, chỉ có quả cũ mà không gây nhân mới, đó là cái cách của các bậc thánh nha. À, đưa cái gì ngọt ngào thì chỉ biết cái đó thôi, chứ không thích thú cầu mong hướng vọng một cái mới nữa. Rồi bị chúng nó chửi, chúng nó đập vô mặt ấy, thì cũng chỉ biết cái cảnh nước mắt thôi, chứ cũng không có căm hờn giận dữ toan tính phản ứng trả thù. Thì đó là những người chỉ chịu cái quả cũ chứ không có cái tạo nhân mới. Còn mình ấy, thì hễ cái quả cũ mình nó ngọt ấy, thì mình hưởng một tâm tham, cái vị biết rồi, hưởng một tâm tham coi như mình lọt vô ba hạnh rồi. Tâm tham nó là một hơi bất thiện mà, cho nên lọt vô ba hạnh coi như là rồi bị người ta chửi thì mình phải hưởng một tâm sân, mà tâm sân nó cũng nằm trong ba hạnh. Tại sao tôi bắt các vị phải học thuộc lòng cái bài này, do bốn vô minh, vô minh trong khổ tập diệt đạo, từ bốn vô minh nó tạo ra ba hành đó. Tại sao tôi bắt ông phải thuộc cái đó, là bởi vì hôm những lần gặp đến chỗ này nè, các vị mới thấy à, thì ra là cứ đụng chuyện lại móc cái bài đó ra, đụng chuyện lại móc cái bài đó ra, bởi vì đó là cái khẩu quyết của nhà thiền nha. Cái khẩu quyết có nghĩa là cái giống như là cái cẩm nang mà cái người học phải nắm học thuộc lòng thôi, chứ không thể nào cho cái người học thuộc lòng cái định nghĩa về mười vị não đó. Tại vì mình phải biết mười vị não đó, mình phải biết để mà ông sư giải nó dễ. Ông sư nhắc tới là phóng vật, cái phóng vật là cái gì, và phóng vật là có chỉ được đoạn trừ được bởi cái tầng thánh nào. Rồi bữa mà mẫn phan mà các ông nói, ví dụ như nói tâm sân đó, là biết à, tâm sân hả, tâm sân là sự bất mãn trong hay ngoài cảnh dục chỉ do tâm tam đạo rồi, mình học nhân nhất vậy đó. Thì bữa nào mà ổng mình nghe nói thân kiến, mình nói à, thân kiến là sự chấp thủ, sự đối chiếu năm quẩn hay là danh sắc là ta, là của ta, để chỉ có vị sơ quả mới có thể đoạn trừ thân kiến. Đấy là mình nghe là mình móc cái đó ra liền. Đấy, còn mà mình học như một đứa con nít, một tay thì cầm mình rửa rồi con mắt á, mắt cái chữ A, mắt chữ O mà miệng chữ O đó, thì cứ nghe nó giảng mà đập cái mặt ra, bư cái mặt ra như vậy thì nó ổn quá. Mà thời gian mà đi có phim tàu, phim nhà hàng nó sướng hơn nhé. Chứ mắt cái tiếng gì mà nhờ cho tôi đi nghe mà nó hiểu gì hết nha, ổn lắm, phải nói ổn. Mà tôi mà không hiểu rồi tôi đi nó sẽ đỡ chứ, mà nó hiểu đi có phim tàu nha. Chứ mắt cái tiếng gì mà vô đi ngồi với nó chặt đất nha. Cho nên phải ông trong lòng những cái thủ quyết đó, phải ông trong lòng những cái bản chủ trương đó rồi, nhưng mà đi nữa nha. Cho nên thứ nhất là có tâm cố ý dầu thiện hay ác thì lập tức nó cho quả. Thứ hai, quả đó là nhiều hay ít, quả đó nó như thế nào thì tùy thuộc vào đối tượng. Cái tâm của mình đã đặt rồi, nó còn tùy thuộc vào đối tượng nữa. Cái vật cản càng cứng thì sức dầu của trái tâm nó càng lớn, thì tập thể mình gây cái nghiệp cho tập thể, cái quả nó nhiều hơn cá nhân. Mình gây hại tập thể, cái quả ác nó nhiều hơn. Mà mình làm thiện đối với đối tượng tập thể, cái quả thiện nó nhiều hơn. Đấy. Rồi cái mình làm thiện, làm ác đối với cá nhân thì nó ít hơn thì tập thể. Rồi tập thể có đức độ thì cái quả nó nhiều hơn tập thể không đức độ. Cá nhân có đức độ thì cái quả nó nhiều hơn cá nhân không đức độ. Nha. Đó là gì cảm giác về điều thứ ba. Có hai cách hưởng quả. Một, hưởng quả không tạo nhân. Thứ hai là hưởng quả mà có tạo nhân mới. Đấy, nguyên nó đủ nha, cái này làm là phải vui thêm cho đủ. Đúng rồi, thêm tập thể hay cá nhân mà còn phải thêm nữa, đức độ hay không đức độ nữa. Tôi nghĩ là nãy giờ cả lớp ngủ nha, cái đó là thái độ gì, thái độ buồn ngủ nha, tiêu cực thụ động, bệnh hoạn, thiếu máu, thiếu suy tư. Okay. Bây giờ làm ơn cho tôi xin tiếp bị phan thì tôi mới đúc kết là từ những gì mà tôi giảng nãy giờ mà bà con nghe cứ ngỡ là lạc đề đó đó, mình quên hết là mấy cái đó, thì nó mới lầu ra ý nghĩa gốc của bài kinh này. Đó là từ đó suy ra xúc phạm một cái người mà không có cái lòng hạ mình thì cái tội nó nặng ghê lắm. Bởi vì sao?
là bởi vì cái đối tượng đó là nó đối tượng có đức độ. Mà tôi xin hỏi bà con, với những gì qua những gì mà tôi trình bày, các vị hiểu được cái bài kệ trong bài kinh xúc chạm chưa? Cái quan trọng nhất là các vị hiểu chưa? Dạ rồi, cảm ơn. Cái gì? Tại vì chánh kinh người ta nói gọn như vậy mà tại sao sẵn đây tôi nói luôn? Có nhiều người họ hỏi rất là tội nghiệp, họ hỏi chứ tại sao mà có nhiều bài kệ, có nhiều bài kinh Đức Phật nói rất là khó hiểu, là vì sao? Very very đơn giản đấy, là bởi vì Ngài nhìn vào cái tâm của người hỏi, cái trình độ, cái khuôn hướng, cái căn cơ, cái sở tánh của người đó. Đấy. Còn mình á, ngay cái đối tượng Ngài nhắm tới đó thì đúng là Ngài hướng pháp cho tất cả chúng sinh. Nhưng mà ngay trước mặt Ngài lúc đó là cái ông A và B đó, ông đã tu hành như thế nào trong quá khứ, và cái điều mà tâm đắc nhất của ông, cái nguyện đạo của ông nó như thế nào. Ngài chọn ngay đúng cái chỗ đó, mà vì muốn chọn trúng rồi cho nên là nó chặt đối với mình. Có nghĩa là mình đọc thấy cái kỳ đối với cũng có nhiều, chẳng hạn như có một lần đó, Ngài đi đi ghé ngang một cái gia đình nó nghèo, coi như là nghèo sâu sắc. Có hai vợ chồng nó thấy Ngài đi bác như vậy thì họ tự nhiên rồi, hai vợ chồng già đó, nó ôm cái thau cơm nó cúng như Ngài, cái Ngài lấy tao Ngài chặn lại, Ngài không có nhận, Ngài không có nhận cái phần cúng dường đó. Tôi nhắc lại nha, Ngài đi khất thực, Ngài đến là đứng trước nhà của một cặp vợ chồng già mà khi mà đem cơm mà tôi cúng thì Ngài không nhận, Ngài lấy tao Ngài che lại. Thì hai vợ chồng nó nói chuyện hơi ngạc nhiên, hỏi là rõ ràng là Ngài ôm bác Ngài đi xin ăn, mà phải nói rõ là xưa đến độ đó ôm bác như vậy mà đi xin, cái này nó kêu để xin ăn. Còn nó hỏi nó đấy hả, nó trời ơi, nó ôm bác thì cứ cho rồi ăn, nó đi lấy tiền rồi đúng không? Tôi vừa có biết gì đó, đi ngoài đường mà thấy mấy cha mà đi bác mà không có chịu lấy đồ ăn mà lấy tiền thì biết thứ giọng rồi nha. Giờ xưa đến độ đó nhà mình đi bác đấy là coi như là mình ôm cái đó là ta biết là đồ ăn, chứ người ta không có mà đi lấy tiền như mình. Còn có cha thì coi như là ở Việt Nam mình nó hỏi tại sao nó không lấy đồ ăn, người ta nói là đã lắm, người ta nói lấy đồ ăn nó nặng lắm, mà đi ăn được có một ngày thôi, có hỗ trợ người tu thì hỗ trợ tiền bạc ấy, để người tu về người tu mua gạo, mua tương trao, mua này mua kia, người tu ăn lâu hơn. Chứ còn cho đồ ăn gì người tu chỉ có ăn được có bữa, tu có bữa rồi sao, lỡ nó không nó kịp đặt rồi thì sao. Còn mình lấy tiền vậy là mình về mình mua này mua kia, mua tủ lạnh rồi mua lưu ngủ rồi đựng gạo thóc đựng đồ ăn này, mình tu mình dự trữ gì mình nó đắt mai đó đấy. Nó cho giải thích nhà đã rồi đó, cho nên cúng dường tiền á là tu hành nó dữ dội hơn. Còn mình nhận đồ ăn thì nó chỉ được có bữa à, này cái phần trong mặt đơn nha. Còn tôi đó là cái chuyện Đức Phật, thế nhưng mà ai mình bác như vậy thì ai cũng biết là chỉ lấy thức ăn thôi, thậm chí chỉ lấy đồ chính chứ không có lấy cái đồ mà về phải nấu lại, phải nướng, phải chiên, phải xào, phải luộc, phải hấp nha. Nấu nướng chiên xào luộc hấp là sáu cái động từ mà không có cho một cái người khất thực thứ thiệt. Nấu nướng chiên xào luộc hấp đấy, nên Ngài đã không nhận tiền đó, đành mà Ngài không nhận những cái thứ mà không thể ăn. Ví dụ như tự nhiên để cho cục xà bông nó thì tôi biết là không có lấy rồi đó, tôi tin Đức Phật cũng có nói gì đó. Còn mình bây giờ cái gì mà đem mà quy ra tiền được hiện vật hiện kim, ăn được hay không ăn được là cái lấy ráo của gia bị bác giúp cho một cái túi bị gọi là tẩu xu luôn, thì cái đó là quá ẻ quá tệ rồi nha. Thì khi mình ngồi ôm bác mà hai vợ chồng ra để bác mà Ngài không có lấy thì họ mới ngạc nhiên, họ mới hỏi tại sao đi sinh mà người ta cho mà không có lấy. Trong nguyên văn Bali đó, cái chữ phích cứu họ nói là đã là phích cứu, coi như là đã là người đi sinh. Cái chữ phích cứu mình vẫn thiên nhiên như gớm mà người ta phích cứu là người đi sinh nơi cạnh hết. Phích kha là cơm, phích kha có nghĩa là cơm, nó có nghĩa là cơm hay là cái bữa ăn nha. Mà phích khú có nghĩa là cái người mà xin ăn nhưng mà xin ăn ở đây nó không có phải là hành khách nha, nó không phải là hành khách ăn, nó không phải là baker. Để như tại chứ baker là lấy tiền, baker là xin cái gì cũng lấy hết, cho lòng bia cũng lấy, cho lòng bia cũng lấy, mấy ông ăn xin đó ngoài đời đó, ăn xin Mỹ đó là vậy đó, cho lòng bia cũng lấy, cho tiền cũng lấy,
À, cho khúc bánh mì cũng lấy, cho nải túi cũng lấy, nhưng mà riêng cái chữ phát cú thì người ăn xin là ăn xin hơi đặc biệt là chỉ nhận nhà chữ phát cú chỉ nhận đồ ăn không cần luộc nấu nướng xào kho đó không cần đó, và ăn hết một lần đó là không có đi dành qua đêm, không để dành thức ăn qua đêm, đó là cái cú nguyên thủy rồi đấy đó. Đó nguyên thủy. Còn ngày mai thì mình đã mình có tủ lạnh cho nên là mình phải để qua đêm những cái món mà mình thấy có thể tái bản tập 2 và tái bản được. Còn ngày xưa là không có tái bản, ngày xưa là tùy theo, ngày xưa là toàn là chiếu phim lẻ. Còn mình bây giờ nó vừa tái bản mà vừa chiếu phim bộ, vừa tái bản vừa chiếu phim bộ luôn, có nghĩa là phim lẻ coi tới luôn nhiều nhiều lần, còn không có phim bộ là coi mấy chục tập luôn, cái nào mà ngon. Đấy. Nói ra đây tôi mới nhớ bên bên Bắc bên Mỹ có ông thầy đó, ông dặn đệ tử chú tiểu mình mà đã quy tam bảo là mình coi như là không có ăn đồ cúng quỷ thần. Đấy. Thì có nghĩa là ba cái đồ cúng dâng á, cúng mấy cái thần dâng mà mình không có rớt tới, tại vì trên đầu mình chỉ có tam bảo, mình chỉ ăn cái đồ của tam bảo thôi, nhưng thầy cho đệ tử đủ ăn được, Phật tử cho mình ăn được, chứ còn không ăn đồ mà quỷ thần đã rớt vô là không có xài. Thì bữa đó người ta cúng nguyên một cái mâm mà coi như là sầu riêng với mâm cục thân, cúng được có qua đêm, sáng hôm sau thằng đệ tử nó thấy ông thầy bê xuống để mà dùng, thì nó ngạc nhiên nó hỏi vậy trời đất cái đồ cúng mà sao thầy dùng, thì ông nói không, cái trái táo trái nho trái chuối đó thì dông nó ăn được, còn cái sầu riêng với măng cục này nó cứ giả như về rau dông nó không có rớt thì thầy ăn được không. Đấy nó đủ cách như vậy đó, đó là đặc biệt là đồ cúng dông ăn được, nhưng mà ở Mỹ cái sầu riêng măng cục nó quý dữ lắm, thì cái măng cục nó giỏ nó cứng mà nó chát thì dông này biết khác nó không ăn được, còn cái sầu riêng nó là coi như nó nhỏ quắt mà nó bén ngót như vậy thì người sống còn sợ nó gì dông, cho nên thầy coi như là đặc biệt là đặc cách được dùng cái này. Đấy. Thì tôi nói đại ma nó như vậy, nó đủ gì như vậy hết, nhưng đời xưa thì nó có tụng binh bà la như vậy. Đấy. Thì nó là hai cái vợ chồng ra để báo Đức Phật mà công nhiên họ thấy ngài không nhận. Đấy. Thì họ hỏi tại sao đi sinh mà người ta cho không lấy là sao, thì Đức Phật trả lời thế này: phích khú ở đây nè, các thầy ở đây nè, không có nghĩa là sinh ăn đã không, lúc khác thì ngài định nghĩa là phí cứu là ăn sinh sinh ăn, nhưng mà hôm nay trong trường hợp này ngài nói chuyện mà ngài nói phí cứu là cái người mà là người hiểu được danh sắc là gì, vận hành ra sao. À, đặc biệt như vậy đó, là vừa nghe xong hai vợ chồng lập tức bắt A Na Hàm một cặp luôn, coi như là trúng đặt bắt mà trúng số mà trúng cặp luôn chứ không phải trúng một tờ nha. Hai điều có nghĩa là mà trong trường hợp này thôi nha, trường hợp khác là định nghĩa khác nha. À, có chỗ thì nhà định nghĩa là phí cứu lặng sinh đúng, nhưng có những người họ kỳ cục như vậy đó, ta nói phí cứu ở đây không phải là cái người ăn xin theo nghĩa thường, mà cái người hiểu được danh sách là gì, là bởi sao, bởi vì cái người mà hiểu được danh sách là gì đó thì cái người đó đó là cái người không có thèm, là người không thèm, không phải đó chứ không, ta nói vậy nè, người có định nghĩa là người như vậy đó thì không có vật sở hữu trong tam giới, có nghĩa là không chỉ ăn xin trên đường phố đấy mà là ăn xin cả tam giới đấy, có nghĩa là vị này không có thèm làm chủ
cái người hiểu được danh sách á, là họ thật sự là khách lạ với trần gian. Này nó hay cái chỗ đó này, khi mà cái người ăn xin bình thường á là họ không có gì hết, nhưng mà cái người mà hiểu được danh sách á thì họ không thèm làm chủ bất cứ một nơi chốn nào. Bây giờ tôi kể là có một vào một cái đêm đó này, có một cái vị thương gia này ghé vào ghé ngang một căn nhà trong một cái ngôi chùa quê, nó xin tá túc mà coi như nó làm đi lại là lỡ đường cũng xin như ông ngủ, thì ông trụ trì nó mới chỉ ông xuống một cái nhà kho coi như là chuột dán rồi lấy đồ tầm bậy tầm ba đầy ở dưới, rồi ông trụ trì nó bây giờ phải phủi sơ ngủ qua đêm mai tính. Thì công thương gia nó buồn ngủ quá đi thì cũng chung như ông nằm, mà trời đất ơi, chuột thì nó rút rít rồi mũi nó bay vo ve rồi cái mùi móc mùi bụi nhảy mũi nó cắt cùng suốt đêm ngủ không được, mà coi như là nó hôi nó nồng nó quá mệt đi. Thì ổng chịu không thấu mà lưng nó đau cái tấm phản này bụi mà cứ ngắt rồi nằm, cho nên ông mới chạy ra khỏi cửa phòng. Nhưng trụ trì lắm, nói thầy ơi thì coi chỗ nào được được thì cho con tấm nệm rồi đổi cái phòng khác, chứ cái phòng của thầy không ở chịu không thấu, thì con ngủ chút xíu con mai con đi, mà thầy không có được cái giường đàng hoàng để nằm hay sao hả? Không cái phòng. Thì ông thầy nghe cái câu trả lời của ông thầy là các vị nghe rõ không, các vị còn nghe rõ không, còn sống không? Chết hết rồi, tội chứ đó. Ok, thì ông thầy ông trả lời thế này, ông nói là giường chiếu của ông sao ông không nằm, mà ông nằm của tôi, ông đòi hỏi ở tôi. Tôi nghe rõ nè, giường chiếu của ông đâu mà ông không nằm, mà ông đi hỏi nhà chùa. Thì cái ông thương gia ông nói rằng là trời đất ơi, thầy nói vậy mà thầy nghe được, con là khách con ghé con lỡ đường nó ghé con ngủ nhà ở đây, rồi bây giờ thầy đi cắt cá thầy hỏi con cái giường chiếu con ở đâu, thì làm sao con có nhà con á, chứ còn con lỡ đường mà con là khách thì làm gì có giường chiếu ở đây. Khi ông là khách thì ông không có giường chiếu đúng, mà ngay cả tôi đó, từ lúc tôi về tôi nhận cái chùa này đó, từ lúc mà tôi hiểu đạo rồi đó, à, tôi xuất gia đó, trước và sau khi nhận cái chùa này tôi luôn luôn nhớ rằng tôi chỉ là khách lạ trần gian, tôi chỉ là một người khách. Nếu ông là khách mà ông không có được, ông là khách mà ông không có được, không có được giường chiếu ở đây này, thì tôi cũng là khách thì làm gì mà tôi có sở hữu những cái đó hả? Mà ông đòi hỏi đó, tôi là khách, tôi không có, cũng như ông là khách, ông không có. Thật là cao siêu thầy, thật là thâm thúy thầy, thật là nhiều ý nghĩa thầy. Câu trả lời đó, khi tôi là khách, tôi không có đầu tư vật chất, tôi không có đầu tư sở hữu trong cái trần gian bao tư phù phiếm và ảo hóa này, cũng như ông vậy đó. Thì cũng vậy, khi một người hiểu được danh sách rồi, họ không còn có ý đầu tư nữa quý vị, họ không còn muốn một cái chủ ghé nào đó lâu ngày dài hạn, họ không còn muốn làm chủ nữa. Cho nên khi mình hai vợ chồng hỏi Đức Phật tại sao mà đã đem cho đồ ăn mà mình ăn xin mà chỗ không lấy, ngày nay ăn xin ở đây cái nghĩa nó ghê lắm, chứ không có nghĩa là tào lao cho mấy người hiểu đọc ý này như vậy. Vì nó ghê là sao? Nó ghê là một cái người hiểu được danh sách là gì, nó vận hành ra sao, thì còn bụng dạ đâu mà làm chủ. Mà cái kẻ mà không có bụng làm chủ thì chỉ còn cái nước răng này cái hai mà đắc tu rồi rồi nó sẽ đã đắc tam quả liền. Thì trong kinh nó nói rõ là vì sao mà hai trời vợ chồng này tu hành cái giống gì mà Đức Phật ngài lại đi giải thích kỳ lạ như vậy, là bởi vì vào đời Phật Ca Diếp hai vợ chồng này từng đi nghe pháp và rất là tâm đắc với một cái bài giảng về danh sách. Và cái tâm đắc đó nó trở thành một cái vốn liếng, một cái hành trang, một cái chủng tử, một cái hạt giống trong lòng họ. Đấy, khi mà Phật ra đời, Phật nhìn cái mặt của họ là ngày khai quang điểm nhãn này. Đấy, cho nên hôm nay bà con vào nghe kinh giảng Phật, mà nếu mà có chú ý điểm gì đó thì cái điểm đó nó chính là cái chìa khóa, nó chính là cái điểm quan trọng mà nay này mình nếu mà tự ngộ nó thì cũng sẽ ngộ từ đó. Mà nếu được chư Phật hiền thánh mà họ điểm nhãn khai quang, họ khai thị cho, thì họ cũng kiếm cái chỗ là họ khai thị ngay chắc. Còn cái thứ mà nó không tu hành cái gì hết, nó không có chỗ để khai thị thì sao? Nó như con trâu vậy, đập nó chết, lột da làm thịt nó không có hiểu. Mà nó có chút đỉnh rồi đó thì các ngài mới khai thị nó vậy. Cho nên trong kinh Tăng Chi ấy, Phật thì có nói một hình ảnh rất là hay. Ngài nói là giống như một cái người mà lọt xuống hố, lọt xuống dưới sình á, lọt xuống hố phân á.
là người nói hố phân mà tôi cứ tôi sửa là tôi nói nhẹ đó, chứ là người nói là hố phân, mình lọt xuống một cái hố nước hố phân hố bùn mà mình có ló lên một cái gì mà người ta mới có chỗ người ta nắm. Đấy, cái gì mình ló mình lọt dưới mà mình đưa tay lên thì người ta mới kéo được nha. Còn có cái mình lọt dưới mà mình không ló lên được cái gì thì làm sao mà người ta kéo mình lên đây. Đấy, cho nên dù có xâm tử trầm luân cỡ nào đi nữa thì cũng phải có một chút duyên để gì để hiện thánh người ta ra đời, người gặp mặt mình ta có chỗ người ta nắm người kéo lên chứ. Cái đồng này không có học hành, không có suy tư, không có hiểu biết gì hết. Đấy, cho nên trong kinh nó có một cái chữ này rất là hay, cái gầm kia đó bắt cắt thi tệ, gầm kia đó, gầm kia đó bắt cắt thi tệ. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Vậy rồi hồi nãy tôi đã nói tới đâu rồi? Tôi đã nói tới đâu? Bà con nhắc gì? Tại vì tôi không có rõ là tôi đã ngưng chỗ nào. Tôi nhắm mắt, may mắn là tôi mở rồi kịp. Chứ không là tôi xoay một tiếng đồng hồ là coi như là chỉ có tôi nghe thôi. Thế các vị nghe đến đâu rồi? Rồi, cái cầm kia đó bắt cắp tí ta, đúng rồi. Cái cầm kia đó bắt cắp tí ta có nghĩa là cái thói quen trầm tư. Tức là gặp cái gì mình thấy một cái lá rụng mình cũng suy nghĩ, nhìn một cái dòng nước chảy, nghe một cái âm thanh mình cũng biết suy nghĩ. Nói như vậy không có nghĩa là tôi đề nghị các vị sống suốt một ngày này toàn trên mây, không có phải. Tôi không có đề nghị sống trên mây nha. Nấu cơm thì cũng biết coi chừng cơm khét, nấu canh thì cũng coi chừng nước nó trào nha, lái xe cũng phải cẩn thận nha. Chứ tôi không có mà buộc bà con mà ăn cơm miếng đất mà cái mặt khách lên trời nghỉ diện trên mây rồi xe nó tông thì cái là tôi không chịu trách nhiệm. Nhưng mà thói quen suy tư ở đây có nghĩa là không có chìm sâu trong cái thói quen, tức là suy nghĩ theo lối mòn thì không, không có suy nghĩ theo lối mòn mà có cái chiều sâu tâm tư một chút, cái gọi là gầm phía đó bắt cặp tiếng ta. Cái gầm phía đó bắt cặp tiếng ta là vậy đó. Cái thói quen nó rất là tốt, đây là một cái là một cái nhân tố quan trọng cho trí tuệ. Cho nên các vị đi vào trong Google đó, các vị đánh thành tôi cái tiếng gầm phía đó bắt cặp tiếng ta thì các vị sẽ biết ngay nha. Tại sao mà khi tôi giảng ấy còn có cái chữ Tali là vì hai cái loại thứ nhất ấy, là quý vị nay này xem kinh sách có rất là nhiều chỗ có những cái chữ mà ông A dịch kiểu khác, ông B dịch kiểu khác, nó khổ như vậy đó, nó khổ chỗ như vậy đó. Ông A dịch khác, ông B dịch khác, thôi thì bây giờ mình có cái chữ Bali làm lắp, người ta dịch chữ trẻ người ta, mình cứ đi ra cái chữ Bali mình chắc ăn đi nha. Đó là cái thứ nhất là có cái gốc có nguồn nha. Thứ hai là tôi cho các vị cái chữ như vậy đó là để các vị dễ tra cứu. Tuy là vô internet đó, nó có cái lợi, vô internet đó, nó có cái lợi đó là mình dùng cái chữ đó để mình đi tìm. Rồi cái lợi thứ ba nữa đó là hầu hết những cái sách Miên, Thái, Lào, Miến, Tích Lan là những cái chữ đặc biệt cái này đó, kể cả sách tiếng Anh mà những cái chữ đặc biệt người ta hay chua cái Tali. Đấy, cho nên nếu mà mình thuộc lòng chữ Tali, những cái từ đặc biệt, những từ chuyên môn ấy, những cái thuật ngữ ấy, thì coi như mình biết thêm một mối từ vựng để đặt sách ngoại ngữ. Bởi vì đối với Miên nè, người Thái, người Lào, người Miến có cái điều đặc biệt ấy, là trong ngôn ngữ của họ vay mượn từ Tali rất là nhiều, giống như là ngôn ngữ Âu Mỹ nha, Anh, Pháp, Đức thì họ vay mượn nghe từ Kinh, tiếng Hy Lạp, tiếng Hebrew của Do Thái, tiếng Roman cũ rất là nhiều nha, rất là nhiều. Cho nên hôm nay những người nào mà giỏi tiếng Pháp nha, họ học tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, mình nên lại giỏi tiếng Latin, họ học tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý rất là mau. Là vì sao? Là vì tụi nó cái ông này mượn ông kia mượn qua mà mượn mau qua mượn lại mà xài nha. Cho nên cái lợi của cái người tiếng tiếng Tali nó là cái gì, là họ học tiếng Thái nè, học tiếng Miên, học tiếng Lào, học tiếng Miến Điện nhanh hơn người bình thường, nhanh hơn rất là nhiều. Tức là trong tiếng Thái, tiếng Miên, tiếng Lào, tiếng Miến mà nếu bỏ đi những cái yếu tố Tali đó ha, bỏ đi những cái từ Tali để mượn ý, thì họ còn lại không bao nhiêu hết, đặc biệt là những từ chuyên môn. Đấy, cho nên biết được từ Tali chỉ có cái lợi luôn cái hại nha. Bản điều nữa, chỉ trừ ra trung trung là chỉ trừ ra các cụ mà coi như là trên 50 thì coi như là hết đường hy vọng rồi nha, chỉ cần 50 chỉ cần chờ vô hủ nằm thôi. Chứ còn nếu mình dưới 40 á, thì mình nên có một cái niềm tin rằng là ta sẽ học được chữ Tali, ta sẽ học được, ta sẽ đọc hiểu, chứ không cần giỏi chứ cần đọc hiểu chữ Tali. Còn ai mà trên 50 thì coi như một phần là họ cái cơ thể nó cũng đã mệt rồi, nó không cho phép họ nghỉ ngợi xa xôi. Thứ hai đó là trên 50 thì có nhu cầu nhiều chuyện phải lo, và đặc biệt là cái chuyện mà mình đi vào một cái cuộc đi
gọi là vơi vơi này. Cho nên tôi nói là ông sư mà từ 51 trở đi mà còn có ý làm chùa, đó còn là một cái sự mạo hiểm. Một người mà 61 tuổi trở đi mà còn nghĩ đến tiền bạc ấy, thì đó là một sự mạo hiểm đấy. Dầu đó là tăng hay tục, một vị hòa thượng giỏi cỡ nào nhưng mà 60 tuổi trở lên là 61 trở lên mà còn nghĩ đến đồng tiền, nghĩ đến sự cúng dường là sai. Rồi cư sĩ đời ông sư mà 50 trở đi mà còn nghĩ đến chuyện lập một chùa lập miếu. Cho người ra một trường hợp duy nhất đó là người ta sắp xếp mọi thứ, người ta chỉ rước cái người ta chỉ rước cái tài đức của mình thôi về để làm chứng minh đạo sư lãnh đạo thiên tài, nó thì ok. Còn nếu mà đằng này mình đi kêu gọi nguyên góp rồi để mà mình mua từng cục gạch đó, thì theo tôi nghĩ là lúc mình còn thời gian nữa. Và mình đọc kỹ trong cái tâm chi, trong cái trường của kinh cho tôi cũng xác định một điều là ngay cả cái chuyện mà lễ lại tôn thờ xá lợi như này thì cái chuyện đó vẫn là cái chánh của người cư sĩ, cái chánh của người cư sĩ, cái xá lợi của ngài nó đáng tôn kính đúng, nhưng cái chuyện nó để cho cư sĩ. Cái vị tỷ kheo thì chỉ có cái tam tạng Phật ngôn thôi, chỉ có ba mẫu. Nếu mà nói tinh thần á, thì chỉ có ba mẫu 37 Phật trời Bồ Đề. Còn nếu mà nói vật chất á, thì chỉ có bộ tam tạng thôi, 37 gọi là phẩm trợ đạo đó. Ba mẫu Phật trợ đạo đó gọi là Bồ đi Bắc Hi Ấn này. Còn về vật chất á, vật chất á, thì chỉ có bộ tam tạng bằng giấy này. Đó. Còn ví dụ mà xá lợi xá liếc gì cái đó là để cho cư sĩ nha. Chỉ có lo có bao nhiêu đó thôi, nếu đó là đúng đó. Bởi vì đúng là khi mình sống đó, mình thấy mình sống mà mình nghèo thì nó khổ thiệt, nhưng mà có lúc mình gần ra đi đó mình mới thấy rằng giá mà mấy chục năm qua mà ta nghèo đi một chút và Phật pháp ta giàu có một chút thì bây giờ nó ok biết là chuyện nào. Mà nó khổ một chỗ khi còn sống thì mình thấy cái đó, nhưng mà lúc cận tử đó, thí dụ như mình nhìn thấy những cái người mà lớn tuổi, những vị cao tăng mà lúc mà họ gần ra đi đó, mình mới thấy là nếu mà cho họ một cái lựa chọn lần nữa thì họ sẽ lựa chọn trở thành một ông sư chuyên nghiệp pháp hành, chuyên nghiệp pháp học, chứ họ không có lựa chọn một cái ông sư mà phú tăng. Phải nói như vậy. Và mình cư sĩ cũng vậy, hồi mình còn sống mình mong cái này có kia, chồng thương vợ mến, con cái đông đủ sinh đầy, ăn nên làm ra, học hành tánh tết. Nhưng mình nếu mà lúc cận tử mà cho mình một cái lựa chọn lên, mình nghĩa là trong mấy năm qua mà mình chỉ là một người cư sĩ thất bại trên đường đời nhưng mà thành công trên đường đạo, còn không nó là thành công trên đường đời và thất bại trên đường đạo, thì mình sẽ chọn cái nào? Thì tôi nghĩ rằng 100% người cư sĩ trong phút cận tử hấp hối là có lẽ họ chọn phải mà thất bại trên đường đời, theo tôi hiểu như vậy. Nếu tôi không lầm là như vậy, mà chỉ có người cận tử họ mới hiểu chuyện đó thôi. Còn những người mà còn sung quá, còn trẻ, còn khỏe, còn đẹp, còn ngon lành thì họ đâu ngu, nghĩ làm gì làm chứ tôi phải đi có tiền bạc để tôi đừng có khinh, có tiền bạc để tôi đi làm phước, có tiền bạc để mình sống cho bằng chị bằng em, có tiền bạc để tôi có điều kiện để tôi hành. Nhưng mà chúng ta ngày hôm qua đó tôi đi trên xe của Phật tử của nói một cái điều mà tôi thấy rất là hay, của nói sư ơi, rồi sư năm nay con 40 tuổi mà con phải đem bán thời gian, bán thời gian để con lấy. Mà trong khi đó đến năm con 60 tuổi thì con sẵn sàng bỏ ra tất cả tiền để mua lại cái khoảng thời gian 40 mấy tuổi. Bây cái chuyện nghe động trời, khi mà 60 năm con 60 tuổi kêu con trả ra bao nhiêu tiền để lấy lại cái tuổi 40 con cũng bỏ hết. Mà trong khi đó bây giờ con đem cái tuổi 40 này đi đổi lấy tiền chứ có động trời. Cho nên biết Dalai Lama người ta nói một cái nghịch lý của xã hội trên thế giới hôm nay là gì, là đem tuổi trẻ đổi lấy tiền. Rồi khi có tiền rồi nó bắt đầu đi đại hàng, đi Trung Quốc, ở đi Nhật Bản để làm trẻ lại, các vị nghĩ có đau lòng không? Khi mình còn khỏe, đem sức khỏe đi bán mắt bán rẻ để lấy đồng tiền, cái lúc có tiền rồi đó thì lấy cái đồng tiền đó đi đổi là sức khỏe, lấy đồng tiền mình nói chung là bán sức khỏe, bán tuổi trẻ, bán cái sự minh mẫn của mình ấy để mà kiếm tiền, sau rồi có tiền rồi đó mới lấy tiền ấy để mà đi mua là sức khỏe, mua là nhan sắc. Xin lỗi nha, cái đó không ngu như cái còn gì nữa. Và có một cái vị bác sĩ mà được giải liên quan, ông nói câu hay lắm. Ông nói ông đàn bà bây giờ trên thế giới đó, thì đàn ông thì thích Viagra, mà đàn bà thì thích Ibuprofen, bơm ngực, bơm mông.
mà trong cái số người, cái số tiền mà bỏ ra để trị cái bệnh Alzheimer đó, thì ở đây có ai biết bệnh Alzheimer không ta? Bệnh Alzheimer là cái bệnh mà có là cái bệnh 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 Alzheimer là cái bệnh lãnh đó. À thì người ta là họ nói là hôm nay cái ngành y học thế giới đó, bỏ ra cho cái chuyện mà cho thuốc Viagra, cho cái thuốc mà kéo dài cái bộ phận của người nam rồi làm to cái bộ phận người nữ, họ nói những cái đó họ đổ tiền nhiều hơn là đổ tiền cho thuốc Alzheimer, đúng không? Cái Alzheimer có là chúng ta là Parkinson, còn Alzheimer là bệnh lún lẫn, cái bệnh lãng quên của người già đấy. Thì họ nói rằng bây giờ nó thì người ta bỏ tiền ra để người ta lo cho cái chuyện mà này nọ cái đàn ông và này cái sự hấp dẫn của đàn bà, mà cái số tiền để trị bệnh Alzheimer nó không được bao nhiêu hết, cho nên là nó sẽ có một ngày người ta sẽ có hết cả hai, đàn ông á thì được như ý mà đàn bà nó cũng có được cái này cái kia như ý, nhưng mà vì Alzheimer nó không biết cái đó để dùng cho cái gì, biết nói mình nghe kịp không? Tức là cái để trị cái bệnh lún lẫn thì không chỉ đổ tiền mà chỉ đổ tiền cho những cái tào lao, cho nên cuối cùng rồi đàn ông nó thì được nó dài ra nó to ra, đàn bà cũng to ra mở ra, nhưng mà vì bị Alzheimer nó không biết dùng ngay cái đó cho gì. Cái đó mình nghe rất là bậy, rất là tục, nhưng mà đó là một câu chuyện rất là thông minh. Tức là mình đầu tiên dùng cái đó đấy, mình bỏ tiền ra mình để nói dài cho nó to ra, tưởng sao bị Alzheimer quên mất để dùng làm cái gì. Ở đây cũng vậy, bỏ tiền ra, bỏ xin lỗi, bỏ sức khỏe, bỏ nhan sắc, bỏ tuổi trẻ, bỏ sự minh bạch để đi đổi tiền. Cái lúc mà có một núi tiền rồi thì sao? Bắt đầu tiêu nhiều nó lại mua sức khỏe, mua tiền bạc, này mua trí nhớ. Trời đất ơi, các vị biết bên thị sĩ đó, cái thuốc mà cái thuốc nguyên cồ đó, cái thuốc nguyên cồ đó, cái này giận quá giận. Cái thuốc nguyên cồ, cái thuốc để mà đi cho trí nhớ đó, nó mắc như vàng vậy đó. Này, rồi cái thuốc mà coi như là cái ba cái kem mà kem dưỡng da đó, các vị đâu có tâm, nếu mà ai đi bên Âu Mỹ mà biết, đặc biệt bên Mỹ sĩ, nó có lọ thuốc mà da nó cả ngàn đô la, thì biết không, cả ngàn đô la đấy. Mà khách hàng cái da đẹp đó thì đi làm, cái họ da nó nhăn á thì nên lấy cái 1.000 đồng nó đi mua trở lại cái làn da cho nó láng, nó bóng, nó đã không? Thì dĩ nhiên tôi không có xứng đâu, bị bỏ công việc làm nhé, tôi không có xứng nè, nhưng tôi chỉ nhắc chừng thôi là cái gì cũng vừa phải dành thời giờ tu tập nha. Chứ còn mà bây giờ để lại cái làn da đang ngon lành nó thì đi làm là cái lúc mà da nó nhăn nhiêu sẽ quắc rồi đó, thì nên lấy 1.000 đồng để mua từng hũ kem, một hũ kem 1.000 đô la đem về bỏ lên mà nó đâu có phục hồi được, chưa kể là mình lấy tiền để đi mà căng da mặt, nếu căng da mặt rồi căng mí mắt, căng da đã tới ngủ nhắm mắt được đã không, căng huyết bởi cái bà đó, bà bị xe đụng bà chết đó là về rồi tới gặp Chúa đó, thì bà nói con mới 3 miếng Chúa cho con chết sớm, và Chúa làm như vậy có phải răng ức rồi bất công như con Chúa nó ok để cho con đỡ xuống sống thêm, thì tưởng sao mấy nhớ nha, cái bà này cho sống thêm ít lâu nữa nha con, thì mới kéo cái gì sớm, thì đâu có mấy năm mà bà bị quỷ xuống cái lâu 5 lần nữa, thì bà khóc nó trời ơi Chúa cho con sống lâu mà mới được mấy năm rồi cái Chúa kéo con lên làm sao, con bị tai nạn nữa Chúa ơi, cái thì Chúa nói chưa có quỷ sứ gì cho, tại sao mà ta đã cho nó sống thêm mà tại vì vẫn bắt nó, cái nó nói không, tại vì bả xuống bây giờ con mới hiểu, khi cho nó về ba lên mà ba lựa sửa nhan sắc, bây giờ cũng nhìn không ra con điểm người khác, cho nên cứ tiếp tục đem ba lên tức là chưa